Đây à, cây đẹp nhất, cây này đẹp nhất rồi. Cây của anh Mạnh đấy phải không? Ừ. Hôm trước tôi bán là anh ăn cây được hết nhỉ? Ừ. Cây đẹp đẹp mà hay đi chơi đúng không? Ừ. Đấy. Cây này có giao lưu không anh? Khoảng bao nhiêu? Anh em mình lấy đúng giá đầu hai thôi, 120 đẹp quá nhỉ, dáng đẹp, khẩu độ đẹp quá, thích đấy, cận Tết thôi là ok, thứ này chơi là sướng lắm rồi. Chào quý các bác cô chú anh chị yêu cây cả nước, tôi đang có mặt ở triển lãm sinh vật cảnh làng nghề mộc xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đấy, quy mô rất là hoành tráng quý vị ạ. Ngay ở gần quê hương tôi thôi, nó cùng huyện nhưng mà khác xã. Thì tôi cũng không nghĩ là nó hoành tráng như thế. Ngay ở dọc cái tuyến đường vào này, nó như đi hội luôn. Cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề mộc và những cái thiết bị chuyên dụng cho nghề mộc cũng như là một số cái nông sản. Thì khu vực này là khu vực trưng bày cây cảnh. Quý vị cùng xem nhé. Như là đi hội xuân quý vị ạ. Anh em chợ nó ngồi ở đây rồi. Tiếng ra nhá. Đấy. Anh em đi một vòng nho khí thế nhỉ. Có lẽ là nó gần quê nên mình sẽ ra thường xuyên hơn nếu như có thời gian. Đấy, ngay từ đầu vào đã có những cái tác phẩm đẹp này quý vị này. Đấy, những cái đẹp nhất thì còn ở trong. Đi một vòng cái đã. Để mọi người mường tượng ra cái quy mô. Hàng này chỉ là hàng tiền đạo, hàng gác cổng thôi. Vào trong thảm đỏ xem nào. Đấy, không gian trưng bày. Triển lãm là quy mô cấp xã thôi quý vị nhé. Nhưng mà cũng rất là nhiều tác phẩm. Anh em ngoài này làm phong trào rất là tốt. Và họ có cái làng nghề ấy. Kinh tế họ cũng rất là tốt. Nhưng mà họ chơi mạnh. Thế thì cứ kinh tế mạnh, chơi nhiều thì anh em sẽ tụ về thôi. À, một số cái tác phẩm. Mình cũng đi thẳng vào bên trong nhé, quý vị nhé. Cố gắng sẽ có một cái video tổng thể về cái quy mô. Sau đó là nếu còn thời gian thì sẽ làm một số cái video chi tiết quý vị nhé. Về khu vực, về từng những cái tác phẩm. Khu vực trưng bày chính thì quý vị này, sân ủy ban xã. Đó. Anh em đến sân ủy ban xã nhé, hôm nay khai mạc, đông lắm. Rất đông vui. Ở đây thì chắc chắn sẽ gặp những người anh em cùng quê. Đấy à, nổ cái nào chưa? Phùng Kim Ngọc. À đây, cái cây mà mình rất là thích đây. Không nghĩ nó to thế này. Băng như cười, băng đè. Một trong những cây rất là ấn tượng đây. Cái dăm của nó tương đối là đạt rồi. Chưa được bay cho lắm nhưng mà nói chung là ok rồi. À, mặt sau nó cũng còn tương đối là cần thêm nhỉ. Nhưng mà cái bóng cái này đẹp quá. Mình biết cái này từ lâu nhưng mà toàn biết của anh. Đồng thế nhỉ. Đấy, mặt này nhìn nó khác hẳn. Đầy đặn. Này cũng được. Ừ.
bên ý là thịt đây đấy, lỗ hàn sông. Đây à, cây đẹp nhất, cây đẹp nhất rồi. Cây của anh Mạnh đấy phải không? Ừ. Hôm trước tôi bán thằng anh ăn cây được hết nhỉ? Ừ. Cây đẹp đẹp mà hay đi chơi đúng không? Ừ. Đấy. Cây này có giao lưu không anh? Khoảng bao nhiêu? Anh em mình lấy đúng giá 1.2. Đầu 2 thôi. 1.2. Đẹp quá nhỉ. Dáng đẹp. Khẩu độ đẹp quá. Thích đấy. Đường Tết thôi là ok. Vâng. Thứ này chơi là sướng lắm rồi. Đấy. Cây của anh Mạnh. Đẹp quá. Đấy, một trong những cây thích ở đây đấy. Này. Tổ chức đông vui quá nhỉ. Xã mà đông vui thế. Vâng, đông vui. Nhiều cây đẹp thật. Quy mô trưng bày ấm cúng. Đầu tư đấy nha. Sân khấu cũng như là phong bạt. Cái tùng là Hán kia đẹp. Đi đến đâu quay đấy vậy. Cây đẹp thì ai cũng biết thôi, điều là có sở hữu rồi không đó. Giá đây là một cây rất là quen thuộc, cũng rất hay được đi chơi cây này. Đây, cây này thì quá quen rồi. Đồng dã man nhỉ. Cả đây, không chỉ là đàn ông mà có cả phụ nữ thứ đi chơi hội luôn mà, hội xuân. Vâng. Có nghĩa là do người ta phát triển lấy thanh bông nên là nay bắt đầu người ta chuyển. Cây rất đẹp, cây thiếu bệ nhưng mà là có chút đá mà nhìn nó thuận mắt hơn. Bùng răm rất khỏe khoắn. Vâng. Em tên Tuyền. Hả? Tên là Tuyền. À Tuyền. Vâng. Tuyền đi chuyên quay Minh Châu nhỉ? Không. Em N2T bonsai đấy. Dạ. Hay quay vào Minh Châu lắm. Anh à. Anh có tác phẩm nào mang đây không? À, tí nữa ra xem một chút. Đông quá anh ạ. Nhiều cây đẹp quá. Nhiều cây đẹp quá. Em chân tuyển nhìn anh em bảo quen lắm. Thế đây. Dạ. Quay ở Minh Châu. Dạ. Minh Châu lắm. Đó này. Tuyển mà hay quay quanh Minh Châu. À, đây rồi. Đây rồi. Nhìn quen mà em làm cây đẹp. Anh sẽ cộng dần cho công ty ta. Dạ. À, anh à, xin phép các bác nha. Có cái dễ kia, cái đường tầm quăng đấy, sâu cây. Vào mắt cây nào cho anh? Mới cuốn rồi. À, đây là vào mắt này. Xích thôi. Hùng thì tầm đắc mỗi cái này thôi, bởi vì cái đường tầm phát đường chạy. Có vẻ Huyền lại sốt rồi đấy nhỉ? Huyền lại sốt. Mở cái mặt trời, sâu cây.
Mắt này thì nó chung đẹp. Rồi, cứ đi vòng đã quý vị ạ. Tác phẩm còn rất nhiều. Mình bị đắm chìm vào mấy cây mà bắt mắt kia quá. Anh em đi một vòng nhá. Xong rồi tôi sẽ có những cái video chi tiết về một số những tác phẩm theo khu vực hoặc là theo cái cảm xúc của mình quý vị ạ. Đây, một đầu tư những cái phông bạt này cũng khá tốn kém quý vị nhé. Khung sắt thép rồi in phông bạt. Thì có cái phông và phông nó cái tầm cao này thì rất là hợp với cây. Nhiều nơi mình thấy cũng đầu tư phông nhưng mà nó lại bị thấp hơn so với cái chiều cao của cây, khi mà kê lên thì nó bị không nổi. Như này là rất là ok này. Cái chiều cao của phông bạt, cái cảm nhận về cái không gian trưng bày như thế này rất là ấm cúng và đầy đủ, không bị quá rộng mà không bị hẹp, ấm cúng trong một cái khu như này, người ta ngắm rất là cảm xúc. Rất nhiều tác phẩm. Hai cây của em An này đậu ở giữa hai cây trực tán tầng này, đậu ở giữa sảnh luôn, sảnh các cụ luôn. Làm một vòng đã, xem có cây nào mà hợp ví đi thì tôi múc, hợp ví và hợp lý và có cái cảm xúc với nó thì chén thôi. Có lẽ là nó cũng không có nhiều những cái cây mà mình thực sự cảm xúc đâu quý vị, cho nên là cũng không bị đau đầu cho lắm. Còn những cây mình thích thì nó quá nhiều tiền. Có lẽ là vẫn còn tiền không được tiêu. Để mai cuối tuần chắc lại cho vợ con ra đây chơi tí cho vui. Ở ngoài kia nó còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Khẩn chuẩn bị khai tiệc quý vị nhé. 8 giờ sáng hôm nay là làm lễ khai mạc rồi. Bây giờ là tiếp khách. Không nghĩ là đỡ đông người như vậy. Đẹp quá, này rất đẹp mắt. Giờ đấy thì cũng tương đối quen thuộc. À đây, đây cũng là một cây mình thích, cây của anh Tiến Hảo. Đây này thích từ ngày xưa rồi. Cây mình là một cái cây mà cái dáng nó rất thích. Cây này ngày xưa mình cũng đã từng xin giá, tí nữa thì múc cái này. Mình nghĩ đi nghĩ lại thấy nó cũng không hợp với mình cho lắm. Về cái tiền thì mình không thấy nó cũng bình thường, không nhiều. Cũng tiền trăm nhưng mà không nhiều, nhưng mà ý là nó ngắm sâu mình không thấy nó cảm xúc nữa. Đấy, cũng là một trong những cái cây mà mình cũng đã sờ nắn. Đồng thế. Cây phi lao đẹp quá nhỉ. Ui, nhiều người quan tâm cây phi lao quá. Chú à, có mang cây nào đi không chú ơi? À, có. Cây phi lao làm bông đẹp quá nhỉ. Khỏe cây. À đây rồi. Cây này chắc là phôi đầu bảng đây rồi.
xuống đây. Đấy, hôm qua mình xem anh em livestream thấy cái này thích đấy. Chắc là có mỗi cái này ở cái sới này về phôi ấy. Chứ còn giá của nó thì tôi biết sơ sơ rồi, không ấy được, kể cả đại gia cũng phải chùn bước. Đó, sơ bộ anh em có thể thấy một số cái tác phẩm nổi bật và cái không khí của ngày khai mạc quý vị nhé. Ok, để tôi đi ngắm một chút, sau đó là xin phép có thể tác nghiệp kỹ hơn quý vị nhé.